Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thải Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm, đó là một bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ anh Thao, anh ở Diễn Châu, Nghệ An. Anh đã đặt hàng online chúng tôi và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành có 3 số hotline, đó là 0986 883349, 0985 226684, 0969 127886. Quý khách có thể liên hệ theo 3 số hotline thì chúng tôi có đội ngũ tư vấn tận tâm, nhiệt tình, tư vấn miễn phí cho quý khách về các cái sản phẩm đồ thờ cúng liên quan. Ngoài hoành phi câu đối ra, chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm như ngựa thờ, khám thờ và cuốn thư, ngai thờ rất nhiều. Và trong video này thì chúng tôi giới thiệu bức sản phẩm, đó là bức hoành phi lồng cuốn thư. Mẫu này đang là mẫu thịnh hành và bán chạy nhất tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Chúng tôi có đổ cho các cái đại lý cấp 2, cấp 3 cũng cái mẫu sản phẩm như này. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái thông số và các cái chi tiết. Chúng tôi cũng báo luôn, bức hoành phi này có kích thước là dài 1m97, hay còn gọi là 197 cm, chiều rộng 67. Và toàn bộ cái phần ván bên trong chạm cuốn thư chúng tôi làm dày 3 phân, liền khối liền tấm, không ghép. Và phía giữa chúng tôi thiết kế một chiếc cuốn thư chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Phiên bản này có phụ đề tiếng Việt. Khác với bộ hoành phi chúng tôi mới bàn giao cho khách hàng ở Quảng Ninh là chúng tôi đã bỏ bản phụ đề, chúng tôi chỉ làm nguyên chữ Hán Nôm. Và câu đối phẳng chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền phía trên, và phía dưới thì chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Và toàn bộ xung quanh thì chúng tôi đã làm các cái viền bo cong có các cái đường chỉ chạy rất là đẹp. Chúng tôi chạm tứ quý bốn mùa ở hai bên diềm, tùng cúc trúc mai, và xen kẽ là các cái gấm hoa chanh. Mẫu sản phẩm này tôi đã giới thiệu rất nhiều trong các video trước. Trong video này chúng tôi vẫn nhắc lại để cho quý khách có thể xem được. Tùy từng khách hàng, mỗi khách hàng có thể xem các video của chúng tôi khác nhau, nên trong một video chúng tôi vẫn cứ báo lại. Kích thước của câu đối chúng tôi làm dài 1m97, chiều rộng 28, chiều dày 4 phân. Câu đối bên phải chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, câu đối bên trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, hai vế đối với nhau. Và ý nghĩa của ba chữ Đức Lưu Quang, đó là người có đức độ tỏa sáng thì được lưu truyền mãi về sau này. Và Tổ Tông Công Đức, ý nghĩa đó là tổ tiên mà có công đức thì là muôn đời là thịnh vượng. Và con cháu mà có hiếu, báo hiếu được thì muôn đời được hưởng vinh hoa phú quý. Và bộ câu đối với bộ chữ Đức Lưu Quang đã được 90% người dân trên nước Việt Nam sử dụng. Đó là mẫu phổ thông về các cái bộ chữ. Còn rất nhiều các cái bộ chữ câu đối hay như Đức Thừa Tiên Tổ, Vạn Thế Hưng, Phúc Ấm Nhi Tôn, Bách Thế Vinh, để cho quý khách tham khảo. Và trong video sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm bức hoành phi, đó là Tích Thiện Dư Khánh, được làm từ 100% chất liệu gỗ gõ đỏ. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm được các cái sản phẩm mới nhất mà cơ sở đăng lên. Chúng tôi quay lại video clip một lượt để cho các cái khách hàng không về được, quý khách có thể đặt hàng online. Và quý khách cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách có thể liên hệ trực tiếp về Zalo 0986 883349. Quý khách không có Zalo thì quý khách sẽ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể, chi tiết, báo giá từng sản phẩm một. Vì mỗi khách hàng lại có một cung đường khác nhau. Đây là bộ sản phẩm chúng tôi làm cho khách hàng ở Nghệ An. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách đã bớt chút thời gian xem các video của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.